Dạ Nguyễn thì xin xin chào quý vị và con cô bác trên cộng đồng mạng. Thời gian vừa qua rất nhiều tình trạng chồng đi tìm vợ, mẹ đi tìm con, rất nhiều trường hợp đó xảy ra. Mong mà con cô bác chung tay góp sức cái đội hiệp sĩ Thanh Hải chúng tôi để chia sẻ mỗi một cái bài đăng, một cái video để cho mong cho gia đình họ được tìm kiếm người thân mau về. Chữ Nguyễn Thanh Hải của tôi xin cảm ơn bà con cô bác trên cộng đồng mạng. Ai có gặp khó khăn gì cần được giúp đỡ thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0913 785 858, gặp ở chữ Nguyễn Thanh Hải chúng tôi để giúp đỡ mọi người bà con, không biết chữ tiếng ai, mong bà con nên nhớ điều đó. Cho em hỏi anh tên gì? Tên Tràng. Quê quán ở đâu? Em ở Bình Phú, Cà Mau, Trà Vinh. Trà Vinh. Từ Trà Vinh lên đây luôn. Lên đây nhờ đội hiệp sĩ của Thanh Hải chúng tôi để tìm vợ phải không? Dạ đúng rồi, lên nhờ đội hiệp sĩ của Thanh Hải tìm vợ giùm em. Vợ anh tên gì? Dạ anh tên Võ Thị Kim Ngân, 32 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Dạ 32 tuổi. 32 tuổi. Vợ anh bỏ đi ngày nào? Dạ vợ em đi ngày 2 tháng 9. 2 tháng 9. 2 tháng 9. Đi có dắt con cái theo không? Dạ không, vợ đi một mình. Đi mình nên. Khi đi là có đem điện thoại, xe rồi theo đầy đủ không? Đi vợ chỉ chạy chiếc xe gắn máy, không có đem điện thoại theo. Xe gắn máy hiệu gì, biển số gì anh có thể? Mexico màu trắng, biển số 84B1 57070. À, 2 tháng 9 tới nay, nghỉ lễ tới nay, là không liên lạc được gia đình. Dạ, mất liên lạc với gia đình hai bên. Anh hiện nay là còn đã được mấy cháu rồi? Dạ, hiện tại được 2 cháu, một bé gái và một bé trai. Xài lạc dập. Một gái một trai. Dạ. Cầm đi. Rồi một gái một trai. Trong thời gian qua là anh có liên lạc gì cho gia đình không? Dạ em liên lạc về bên gia đình bên vợ và cũng đi tìm hết luôn dòng họ luôn rồi cũng không gặp, không có tin tức gì hết. Cũng có tìm mà không có tin tức gì. Rồi mong chị cũng nghe những lời nói của chồng chị đã lặn lội từ xa đến đây nhờ đội chỉ huy Hải chúng tôi để đăng bài tìm kiếm. Mong chị thấy những cái bài đăng, những cái đoạn video chúng tôi đã đăng lên, mong chị hãy liên lạc cho chồng. Nhớ cảm ơn. Mong bà con cô bác gặp được chị này ở đâu, bà con cô bác hãy liên hệ với số điện thoại 0913 785 858 để gặp đội chuyển Thanh Hải chúng tôi và để liên lạc về cho gia đình. Mong bà con cô bác hãy giúp đỡ chúng ta giúp sức để chia sẻ ra những đoạn video, những bài đăng. Cảm ơn mọi người. Anh có mong muốn gì gửi gắm đến cho bà con cộng đồng mạng? Cũng mong bà con cộng đồng mạng nhìn thấy cái vợ em ở đâu, nên liên hệ về với số điện thoại của anh Hải để giúp cho tôi kiếm được vợ. Nên cảm ơn cộng đồng rất nhiều. Giờ anh cũng muốn gửi gắm gì, những lời nói nào cho vợ anh để vợ anh mau quay về. Em ơi, em đang ở đâu hãy liên hệ về giùm anh. Anh giờ cũng trông mong em, không biết em gặp lần nữa hay dữ nữa, nên mong em có thấy được video này anh đi tìm em, liên hệ về cho anh gặp bên số điện thoại của anh Hải để đi tìm gặp được em. Mong em đi về. Thì giờ cũng không có muốn nói gì hơn, mong bà con cô bác cộng đồng mạng hãy chia sẻ giùm, tại vì anh này là còn mấy đứa con nhỏ ở nhà nữa, nên ảnh cũng nặng lội từ ở dưới Trà Vinh lên đây là đi ban đêm hay gì hả? Dạ đi 8 giờ tối ban đêm tới mấy sáng mới tới. Ai gặp khó khăn gì mong bà con cô bác liên hệ qua số điện thoại 0913 785 858, liên hệ gặp đoàn kiểm Thanh Hải chúng tôi. Mong bà con cô bác được giúp đỡ chia sẻ những đoạn video, cũng như đội hình kiểm Thanh Hải chúng tôi đã trong thời gian vừa qua giúp đỡ bà con là cũng không lấy chi phí một ai. Mong bà con cô bác nên nhớ điều đó. Đội trưởng Thanh Hải chúng con cảm ơn bà con cô đã trên đồng mạng rất nhiều. Cảm ơn.